365 ngày khắc kỷ. Ngày 31 tháng 1. Triết học, liều thuốc cho tâm hồn. Đừng tìm đến triết học như một đốc công, mà như một bệnh nhân tìm kiếm phương thuốc để trị đau mắt hay xoa dịu vết thương. Vì khi ấy, ngươi sẽ xuôi theo lý trí, không phải gồng lên mạnh mẽ, mà chỉ cần nằm yên để nó chữa lành ngươi. Trích Suy tưởng của Marcus Aurelius. Càng bận rộn, càng làm việc, học hỏi và đọc, chúng ta càng trôi dạt xa hơn. Chúng ta bị cuốn đi, chúng ta kiếm tiền, sáng tạo, luôn bị bơm vào người những yếu tố kích thích và luôn bận rộn. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng chúng ta ngày càng trôi xa khỏi triết học. Cuối cùng, sự lơ đãng như thế sẽ gây ra một vấn đề: căng thẳng tích tụ, tâm trí trở nên mơ hồ, và chúng ta quên mất điều gì là quan trọng. Và vì vậy, ta dễ bị tổn thương. Khi điều đó xảy ra, hãy nhấn phanh, triệt tiêu mọi quán tính, tìm hiểu lại phương thuốc và những điều mà chúng ta biết là nguồn gốc của sự sáng suốt, khả năng đánh giá nhạy bén và các nguyên tắc tích cực và sự khỏe mạnh. Chủ nghĩa khắc kỷ sinh ra để trở thành liều thuốc cho tâm hồn. Nó xoa dịu chúng ta trước những thương tổn của cuộc sống hiện tại. Nó mang lại cho chúng ta sức sống mà ta cần để có một cuộc đời vui khỏe. Hãy nghĩ tới điều này ngay hôm nay, và để triết học làm tròn vai trò chữa lành của mình.